Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết có thể đạt được thỏa thuận hậu Brexit. Đại dịch khiến cho kinh tế khu vực châu Á tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1967. Bất bình đẳng thu nhập của Mỹ lần đầu thu hẹp trong 3 năm. Tại Việt Nam, GDP 9 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Chính phủ đồng ý giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Bộ Công Thương đề nghị xây dựng nghị định xác định hàng hóa Made in Việt Nam. Xin chào đón quý vị đang đến với bản tin kinh tế FBNC và ngay sau đây sẽ là các cập nhật thế giới. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết bà vẫn tin rằng thỏa thuận hậu Brexit có khả thi khi EU và Anh bắt đầu một tuần đàm phán mới để quyết định về một thỏa thuận thương mại và thực hiện thỏa thuận ly khai của hai bên. Cuộc đàm phán trong 4 ngày sẽ tập trung vào những vướng mắc chính còn tồn tại như cạnh tranh công bằng hay đánh bắt cá. Các nhà lãnh đạo EU sẽ đánh giá tình trạng của thỏa thuận tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới. EU cho biết các nhà đàm phán phải ký một thỏa thuận vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 để thời gian cho Nghị viện châu Âu và một số nghị viện quốc gia trong EU phê chuẩn để có thể có hiệu lực từ năm 2021 khi quá trình chuyển đổi của Anh kết thúc. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde vừa cho biết ngân hàng này có kế hoạch công bố ý kiến của mình về vấn đề xung đột lợi ích do xuất hiện sự rạn nứt quan hệ giữa các thành viên trong ban điều hành ECB. Trước đó, theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo ECB đã liên tục rạn nứt quan hệ trong nhiều tháng về việc làm thế nào để đưa nền kinh tế vượt qua các tác động của đại dịch và thậm chí là còn có thể gây nguy hiểm cho nền hòa bình khu vực. Một số nhà hoạch định chính sách đã tỏ ra không hài lòng về bình luận của thành viên ban điều hành ECB Fabio Panetta khi ông nói ECB nên cẩn trọng khi cung cấp quá nhiều kích thích. Ông Panetta cũng chỉ ra sự tăng giá gần đây của đồng euro và nói rằng cần theo dõi chặt chẽ tác động của điều này đối với triển vọng lạm phát trung hạn. Còn tại Pháp, chính phủ nước này đã lập kế hoạch về ngân sách năm 2021 nhằm vạch ra con đường thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất sau chiến tranh, với 42 tỷ euro được bơm vào trong năm đầu tiên của kế hoạch phục hồi. Chính phủ dự kiến nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro sẽ đạt mức kỷ lục 10% trong năm nay sau được phong tỏa kéo dài 2 tháng do đại dịch, đã đẩy đất nước vào một trong những cuộc suy thoái sâu nhất ở châu Âu. Paris đã huy động hơn 470 tỷ euro tiền giảm thuế, tiền trợ cấp của nhà nước và bảo lãnh vay vốn kinh doanh để kiềm chế khủng hoảng, đẩy thâm hụt ngân sách khu vực công lên mức kỷ lục 10,2% GDP trong năm nay. Và thưa quý vị, không chỉ các nước châu Âu, các nước châu Á cũng đang gặp phải tình trạng suy thoái kinh tế tương tự vì đại dịch. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tháng 10 năm nay của Ngân hàng Thế giới World Bank, COVID-19 đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng chậm nhất trong hơn 50 năm, trong khi có tới 38 triệu người sẽ bị đẩy vào cảnh đói nghèo. COVID-19 đã giáng 3 cú sốc vào các quốc gia đang phát triển, bao gồm đại dịch, tác động kinh tế từ các biện pháp ngăn chặn và ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu do đợt khủng hoảng gây ra. Ngân hàng Thế giới đưa ra lời khuyên cho chính phủ các khu vực này là cần nhanh chóng hành động để đảm bảo đại dịch không cản trở tăng trưởng và gia tăng tỷ lệ nghèo đói trong những năm tới. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố vào ngày 28 tháng 9, bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ đã lần đầu thu hẹp trong 3 năm kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố tăng lương và tỷ lệ thất nghiệp giảm, thúc đẩy tăng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo và ít học. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng về tài sản hầu như không thay đổi, với 10% hộ giàu đang nắm giữ khoảng 71% tài sản gia đình vào năm 2019, gần bằng với năm 2016. Cuộc khảo sát cung cấp một cái nhìn tổng thể về cách phân bổ thu nhập, tài sản và nợ trên toàn nước Mỹ. Chuyển sang một thông tin tiếp theo, hãng hàng không United Airlines vừa mới thông báo kế hoạch cắt giảm 2.850 phi công, tương đương với 21% tổng số phi công. Đây là đợt cắt giảm phi công lớn nhất trong lịch sử của hãng. Sau một tháng, đại diện của hãng hàng không Mỹ United Airlines cho biết các phi công của hãng đã đồng ý giảm lương, giảm giờ làm cũng như giãn lịch trình bay để tránh bị mất việc. Tuy nhiên, khoản trợ cấp trị giá 25 tỷ đô la cho lĩnh vực hàng không của Mỹ sẽ hết hạn vào đầu tháng 10. Vẫn có nhiều ý kiến cho rằng các hãng hàng không sẽ tiếp tục cắt giảm ngay cả khi phi công đã đồng ý giảm lương. Theo phân tích của Reuters, hoạt động của thị trường nhà ở của Úc sẽ chưa thể phục hồi sau đại dịch COVID-19 do thu nhập của người dân sụt giảm đáng kể, thậm chí là tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt khiến cho giá nhà được dự kiến là sẽ tiếp tục giảm trong năm nay và năm sau. Úc đang phải gánh chịu sự suy thoái đầu tiên trong 3 thập kỷ, nền kinh tế nước này được dự đoán sẽ phục hồi chậm, mặc dù sự lây lan của COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát và hầu hết các doanh nghiệp đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách dự kiến là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên khoảng 10% từ mức 6,8% trong tháng 8.
Thưa quý vị, Big Hit Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc K-pop BTS đình đám, mới đây đã ra thông báo về kế hoạch IPO, dự kiến vào tháng 10 sắp tới. Big Hit Entertainment dự định bán ra thị trường hơn 7 triệu cổ phiếu và huy động khoảng 962 tỷ won, xấp xỉ hơn 800 triệu đô la trong đợt phát hành đầu tiên. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của khá nhiều fan hâm mộ của BTS và thương vụ IPO này được xem là thương vụ được mong chờ nhất năm nay của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Nhiều nguồn thông tin cho biết cổ phiếu của Big Hit Entertainment được định giá ở mức khá cao so với dự kiến, khoảng 135.000 won, xấp xỉ 115 đô la mỗi cổ phiếu và được rất nhiều nhà đầu tư tổ chức đăng ký vượt mức. Đến với các thông tin thể thao, thưa quý vị, đương kim vô địch Rafael Nadal đã bắt đầu hành trình giành danh hiệu Pháp mở rộng lần thứ 13 với chiến thắng trước tay vợt người Belarus Igor Gerasimov vào thứ Hai, 28 tháng 9. Hạt giống số 2 của giải đã gặp đôi chút khó khăn trước đối thủ số 83 thế giới. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình thì tay vợt người Tây Ban Nha đã tận dụng thành công cả 5 breakpoint trong trận để khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ đồng hồ với tỷ số các set là 6-4, 6-4, 6-2. Hiện Nadal đang hướng đến mục tiêu san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer. Nếu giành được danh hiệu thứ 13 ở Pháp mở rộng năm nay, Nadal sẽ trở thành tay vợt đầu tiên chạm mốc 100 trận thắng ở giải Grand Slam đất nện. Và cũng liên quan đến giải Pháp mở rộng năm 2020, tại nội dung đơn nữ, tay vợt kỳ cựu Serena Williams đã có tấm vé vào vòng 2 sau khi đánh bại một tay vợt đồng hương khác là Christian. Đây là một trận đấu tương đối dễ dàng với cựu tay vợt số 1 thế giới. Cô đã thi đấu bất ổn trong set đầu tiên khi cũng sớm mất break và để đối thủ có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, nhanh chóng nắm bắt điều kiện thi đấu, Serena đã đẩy trận đấu vào loạt tie break để giành chiến thắng 7-6 trong hiệp 1 và hiệp 2 là một thế trận lép vế hoàn toàn của Anh khi thua trắng 6-0. Sau khi thất bại ở US Open, Serena Williams tiếp tục nuôi hy vọng danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp tại Roland Garros. Trước đó, Williams từng vô địch Roland Garros vào năm 2002, 2013 và 2015. Quý vị đang quay trở lại với bản tin kinh tế FBNC và theo dõi phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 của Việt Nam tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của quý 3 các năm trong giai đoạn 2011-2020. Mặc dù GDP 9 tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 10 năm qua, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch. Đây được xem là thành công rất lớn. Ngoài ra, đây cũng là con số cho thấy sự phục hồi rõ ràng của nền kinh tế, trong khi quý 2 chỉ tăng 0,39%. Trong sự vận hành chung của nền kinh tế 9 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng được xem là điểm sáng lớn nhất khi có mức tăng 3,08%, đóng góp 58,35% vào mức tăng trưởng chung. Trong thời gian vừa qua, truyền thông quốc tế liên tục có những đánh giá cao về Việt Nam giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Cụ thể, báo cáo cập nhật triển vọng và phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm nay giữa bối cảnh đại dịch và tăng 6,3% trong năm 2021. Báo cáo đánh giá Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác. Triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực, được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay. Trước đó, Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã nhận định về chỉ số vốn nhân lực năm 2020 của Việt Nam tăng từ 0,66 vào năm 2010 lên 0,69 điểm trong năm 2020. Tạp chí The Diplomat trụ sở tại Mỹ cũng đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh kinh tế. Chính phủ vừa mới ký ban hành về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định nêu rõ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm nay làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1. Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mới đây, Bộ Công Thương đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ trì xây dựng dự thảo nghị định sản xuất tại Việt Nam. Do Bộ Công Thương nhận thấy hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật, quy định các tiêu chí và điều kiện cụ thể để doanh nghiệp xác định và thể hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa là sản phẩm của Việt Nam hay sản xuất tại Việt Nam. Trong khi nhu cầu thể hiện xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa theo thông lệ quốc tế rất cấp thiết. Do vậy, Bộ cho rằng việc ban hành nghị định sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp giải quyết tình trạng này.
Văn phòng Chính phủ vừa mới có văn bản gửi Bộ Công Thương yêu cầu Bộ này phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là lĩnh vực linh kiện phụ tùng ngành ô tô. Thực tế hiện nay, doanh nghiệp tại Việt Nam xuất khẩu linh kiện phụ kiện ô tô trị giá hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, song các doanh nghiệp ô tô trong nước vẫn nhập lượng lớn linh kiện từ nước ngoài, đã tạo ra một nghịch lý rằng Việt Nam sản xuất được các thiết bị khung sườn, hệ thống điện, xăm lốp nhưng vẫn phải nhập khẩu. Nikkei chỉ trích dự báo của MIC, một tổ chức tư vấn của chính quyền Đài Loan Trung Quốc, cho biết Đông Nam Á sẽ sản xuất một nửa số máy tính cá nhân trên thế giới vào năm 2030. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan sẽ là các địa điểm chủ lực, dự báo vượt Trung Quốc thành công xưởng laptop lớn nhất thế giới. MIC dự báo thị phần sản xuất laptop của Trung Quốc, đại lục sẽ giảm từ 90% xuống 40% vào năm 2030. Các doanh nghiệp cùng ngành của Đài Loan khác cũng đang cân nhắc xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng lớn nhất thế giới, cũng có thể ra mắt một nhà xưởng lắp ráp laptop tại Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, các gói thầu đầu tiên thuộc 3 dự án thành phần chuyển sang đầu tư công của cao tốc Bắc Nam sẽ được khởi công. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết hồ sơ mời thầu đã quy định cụ thể các hình thức xử phạt và khống chế số lượng thầu phụ để tránh tình trạng bán thầu tràn lan. Với nhà thầu phụ xây lắp, tỷ lệ giao thầu phụ không quá 30% giá trị hợp đồng. Nhà thầu để xảy ra chậm tiến độ lần 1 sẽ bị nhắc nhở, lần 2 là khiển trách và xem xét điều chuyển khối lượng, lần 3 có thể chấm dứt hợp đồng và bị phạt. Mức phạt chậm mỗi ngày sẽ là 0,05% giá trị hợp đồng, tổng số tiền phạt tối đa lên tới 12%. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, các dự án đầu tư công cao tốc Bắc Nam sẽ được nghiên cứu xây dựng đề án thu phí hoàn vốn cho ngân sách nhà nước. Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR cho biết dự kiến năm 2020 lỗ hơn 1.200 tỷ đồng, trung bình công ty mẹ bị thâm hụt dòng tiền gần 100 tỷ đồng một tháng. Việc bùng phát dịch COVID-19 đợt 2 đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch chạy tàu cùng với các nỗ lực tăng sản lượng và doanh thu từ vận tải hành khách của VNR. Đại diện VNR cho rằng những khó khăn nội tại tồn tại trong nhiều năm cộng theo ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 làm cho ngành đường sắt đang trải qua giai đoạn thử thách lớn trong lịch sử hơn 100 năm qua. VNR đang đề nghị cơ quan chủ quản là Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng, có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền xem xét các biện pháp hỗ trợ cũng như miễn giảm thuế, phí đối với các ngành nghề kinh doanh của VNR, giảm áp lực chi phí, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh năm 2020. Thưa quý vị, tại hội thảo về đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh trong 10 năm tới, từ năm 2021 đến năm 2030, Việt Nam cần 13 tỷ đô la mỗi năm để triển khai dự án quy hoạch điện lần thứ 8. Theo chương trình phát triển nguồn điện giai đoạn đến năm 2030, dự kiến tổng công suất nguồn điện sẽ tăng thêm 80.000 MW so với gần 60.000 MW hiện đang có. Theo đó, dự kiến các nguồn điện lớn như điện than, khí và LNG sẽ tăng thêm xấp xỉ 30.000 MW, điện mặt trời và điện gió cũng tăng thêm khoảng 30.000 MW, song hầu hết các nguồn điện này đều nằm xa trung tâm phụ tải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mới ký quyết định về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần phong điện HBRE Hà Tĩnh thực hiện dự án trang trại phong điện HBRE có công suất thiết kế 120 MW, 25 tuabin gió, tổng mức đầu tư 4.687 tỷ đồng. Tổng diện tích thực hiện dự án 30,28 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết là tính đến cuối tháng 9, Bạc Liêu là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng tốt nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn theo dự báo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng cả năm 2020 của Bạc Liêu là 3,47%. Đặc biệt, Bạc Liêu vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng, gồm điện gió Đông Hải 1, điện gió Hòa Bình 1, điện gió Nhật Bản, điện gió Superwind Công Lý giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh lĩnh vực năng lượng thì các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ của tỉnh cũng đang trong lộ trình triển khai quyết liệt. Ngoài ra, Bạc Liêu cũng đã trở thành tỉnh đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long sau thành phố Cần Thơ có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tiềm năng thủy sản ven biển, trên biển, gọi tắt là nuôi biển của Việt Nam rất lớn. Với chiều dài bờ biển 3.260 km, rộng 1 triệu km vuông, Việt Nam đang có khoảng 500.000 km vuông nuôi biển. Các loại hải sản nuôi biển được người dân lựa chọn và phát triển hiện nay đều có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, nhum sọ, cá biển các loại. Vì vậy, trong tương lai, nuôi biển có thể trở thành ngành công nghiệp với những đối tượng chủ lực quy mô sản lượng lớn. Dự kiến đến năm 2030, nước ta có thể nuôi biển đạt trên 2 triệu tấn thay vì chỉ tập trung vào khai thác. Khi giảm được sản lượng khai thác, chúng ta sẽ bảo tồn và phát triển thủy sản bền vững.
Ngày 29 tháng 9, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt Viện Đô thị Thông minh và Quản lý ISCM thuộc trường và trao giải cuộc thi quốc tế lần thứ nhất với chủ đề Thành phố tương lai, thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch. Viện Đô thị Thông minh và Quản lý ISCM thành lập vào tháng 5 năm 2020 theo định hướng phát triển đa ngành của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu trở thành một viện đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực đô thị thông minh, giải quyết các vấn đề đô thị bằng công nghệ, viện hoạt động trên ba mặt là giáo dục tích hợp, nghiên cứu và phát triển và giải quyết các vấn đề về thực tiễn thông qua các dự án. Nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi vẫn là câu chuyện về giáo dục. Nhưng cái giáo dục đấy của chúng tôi thì có khác, giống như lúc nãy tôi có chia sẻ, tức là giáo dục tích hợp giữa nghiên cứu và tích hợp giữa các cái dự án thực tế để giải quyết các vấn đề của đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái nguồn lực mà hạn chế chúng ta chỉ có thế đó, thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì đấy chính là cái mục tiêu của chúng tôi. Thì để có thể nói một cách nó rõ hơn, đó là mỗi một cái môn học lý thuyết, mỗi một cái môn thực hành, nó phải giải quyết được một vấn đề gì đó và nó phải được tích hợp với các cái stakeholder cũng như là các cái cơ quan chính quyền địa phương cùng chung tay làm cái câu chuyện đó. Với mạng lưới kết nối với hơn 40 chuyên gia và giáo sư đầu ngành, nhà lãnh đạo, trường đại học, công ty, tổ chức nhà nước và phi chính phủ trên thế giới, đại diện ISCM cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục truyền thông giáo dục về mô hình đô thị thông minh đến nhiều đối tượng, phổ biến các công nghệ mới trong triển khai thành phố thông minh trên toàn cầu và đóng góp xây dựng các thành phố thông minh sáng tạo tại Việt Nam. Dịp này, ISCM cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với công ty BS Architect, một trong những công ty thiết kế kiến trúc lớn nhất toàn cầu, và trao giải cuộc thi quốc tế lần thứ nhất Thành phố tương lai, thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch. Đây là một trong chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng và lan tỏa tri thức với chủ đề định hướng tương lai bất định từ các hoạt động hướng đến đô thị thông minh đang được viện triển khai.